Vâng, các bạn đã quay trở lại với Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Và trong trò chơi này rất đơn giản, đây là một trò chơi có tên là truyền từ bằng hành động. Trò chơi này ai thắng sẽ có quyền lựa chọn xem đội mình sẽ diễn kịch trước hay diễn kịch sau. Và trò chơi này rất đơn giản, chúng ta sẽ có những từ khóa và ba bạn sẽ đứng ở ba vị trí đầu, giữa và cuối. Chúng ta sẽ đưa từ khóa cho bạn đầu tiên và bạn phải dùng hành động diễn tả cái từ khóa đó cho người kế bên. Người kế bên lại tiếp tục dùng hành động đó cộng thêm một số hành động vô tri hoặc không của mình để diễn tiếp cho người cuối cùng. Và nếu như người cuối cùng đoán được cái từ đó chính xác sẽ là đội chiến thắng. Bây giờ đội mình thi trước. Dạ. Trời ơi, okay. Dễ nha. Quay lại đi các bạn trẻ ơi. Dạ. Sao? Cái mặt bàn đồ dầm. Không có nói, không có nói. À. Dạ. Trắng. Hộp xoàn. À, nhẫn kim cương. À, kim tuyến, dây, nhợ, à, móc áo, quần. Không được lên tiếng. Không được lên tiếng luôn. Lên tiếng là bên kia nghe. Một lần nữa tôi đuổi anh khỏi chương trình nha. Rồi rồi. Đang phải học cái cách đó đó. Anh không có gì lên tiếng à. Như vậy đó anh nhìn tôi nhìn lại à. Lúc nào tôi nhìn bông. Em nè. Bông. Không được nói mở cái miệng ra. Đúng rồi. Nửa tiếng luôn cho em. Trò chơi này nửa tiếng luôn. Từ một nửa tiếng anh không được nhìn lại. Anh phải nhìn em. Chìm không. Ê, nói cái gì? Anh phải chìm đắm cho em lúc này nè. Rồi, 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 ok. Nhìn em. Hello. Ok, quay lại đi. À, look at me. Ủa, từ gì ta? Ủa, từ gì ta? Con hương ngựa, lo khăm đào rồi. Xin xăm. Người lính. Lát vòng. Cái gì? Ở dẫn. Bình hoa. Quá chi tiết rồi. Tại sao một nam thanh niên mà có thể diễn tả hành động cái từ hai là biết là phải Bình hoa. Bình hoa gọi điện. Bình hoa gọi điện. À, Bình hoa di động. Chính xác à? Chính xác. Rồi anh không đoán được cái bình hoa luôn á. Từ lúc em hạ cái tướng thiếu nữ xuống em chắc anh mới đoán được á. Em tưởng bình bông. Kêu qua bình bông mà anh dịch được bình hoa. Từ khóa tiếp theo rồi nha, từ từ. Mời chị. Quay lại chị, quay lại chị, quay lại chị. Gì? Look at me. You calm down. Calm down. Từ đầu tiên, diễn tả từ đầu tiên cái đã. Ăn. Mấy chữ, mấy chữ? Bốn chữ. Ăn. 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 Ăn quả. Ăn. Ăn thật quả hả? Ok, chạy về. Từ này quá dễ. Và bây giờ sẽ là từ khóa cuối cùng. Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại kìa, quay lại kìa, quay lại kìa. Rồi, bốn rồi. Từ này đố chị diễn tả. Ăn vàng trả khế. Ê. Từ này làm sao mà anh biết bữa. Anh không thể là biết được từ này đâu. Nó rất rất là khó. Rồi, kìa, kìa, quay lại kìa, quay lại, quay lại. You look at me. Cầm đào, cầm đào. Cái gì mà cầm đào à? Mấy từ, mấy từ cho anh biết cái đã. Bốn từ. Ăn. 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 Anh ăn sắm thôi. Ăn. Ăn cá. Ủa là ai diễn tả? Ai diễn tả? Đề nghị kiểm soát cái này là cái gì? Ăn cái này là cái gì? Con cá hả? Không biết luôn. Ăn cái gì? Ăn cá chả xương. Đúng không? Chính xác. Xong rồi, hay quá. Với lượt chơi vừa rồi, ba thành viên của đội chơi rất là đàng hoàng. Dạ. Kiểu như là người này không có phóng vào người kia nhiên hết. Thì cũng hơi ba từ phá. Còn cái bây giờ sẽ là lượt thi của đội Võ Tấn Phát. Yeah, vô đi, vô đi.
3, 2, 1, bắt đầu. Anh ơi, anh để ngược rồi. Ủa, mình sống ngược biết là quen rồi. Ai mà không có sơ sót. Thế rồi. Ok. Sao? Vậy. Rồi, để kia cho đứng này đi. Đừng hỗ trợ người ta. Đừng hỗ trợ người ta. Tự nhiên nói chuyện vậy là chuyện sao vậy? Mệt mỏi quá. Nhưng mà em không thích chị. Chị em hỏi em đã nói rồi. Chị đi đi ô nha. Đã buồn chị rồi. Dạ. Ở đâu? Tự nhiên cho. Ok, ok. Alo, alo, alo. Fan, fan, fan. Có hai chữ thế hả trời? Ba cái đồ quỷ. Dễ lắm, dễ lắm. Cái tim bể nát tan, tay chia tay. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ mua kia như vậy đi. Bị bể cái quạt là chị thôi về ghế ngồi. Trước sau gì cũng dính. Chúng ta sẽ đến tới từ tiếp theo. Ủa sao mà nó trong vắng quá, nó nhanh quá, nó dễ quá chứ. Tại bạn không minh với dạng ơi đi. Dễ quá mà. Từng chữ nha. Ủa tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Dời, dời, dời. Dời coi gãy cánh. Ê. Ok hiểu rồi. Trời ơi bé lành quá hả? Bé không, bé ngọt vợ hả? Gì vậy? Quan trọng là đứa cuối cùng á. Bốn từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ số 1 đập bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Gì? Nhảy lên. Trời ơi, xè bàn tay bay. Rồi sao nữa? Tiếp từ thứ hai đi, từ thứ hai lên đâu. Từ thứ hai luôn. Đừng tìm giống từ, tay mình động á. Từ số 2, rồi từ số 2. Té xỉu. Từ cái này mà đúng rồi, bay xỉu. Gãy cánh. Thì nói là cái gì? Bốn từ. Bốn từ. Bốn từ đang bay gãy cánh. Trời ơi, nói quá rồi. Cái gì gãy cánh? Nói quá rồi. Nói quá rồi, cái đối tượng này. Chim lao gãy cánh. Chim lao đầu xuống vực. Sắp tới giờ rồi. Cái mà từ dưới đi lên á. Chim xa cá lạc. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Từ cuối cùng. Ok, ok. Lại chim. Sao nhờ anh nhắc? Phải nhắc gì mới rối được chứ. Chúng tôi có tư duy mà. Tư duy mà. Ok. Ồ, đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi đó, chạy đó. Đó, đó. Khoát, khoát. Bây giờ ta bỏ cái này vô. Ba từ, ba từ lận. Chim, ừ, biết rồi. Ê, ê, về bó. Sao cái nhà là cái gì okay, nữa? Ok, ok. Còn cái gì nữa? Ba chữ, rồi. Bay nữa hả? Chim nữa, chim, 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 chim. Chim, chim dịch, dịch. Chim dịch, chim dịch. Chim, chim, chim gì, chim gì kỳ vậy? Chim gì bị què đi, đuổi đi, kỳ vậy? Chim mà xè, 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 xè. Thôi đợi đi. Chim cánh cục. Đúng không? Chim cánh cục đúng không? Đáp án là gì ạ? Chim cánh cục. Trời, diễn tả một cái hình ảnh một con chim bị cánh cột mà lại đáng là chim cánh cục luôn hả? Cánh cột. Đúng không? Đang đọc diễn giống như chim mà bị chói lại vậy. Thả tôi ra, thả tôi ra vậy. Mà vẫn đáng được là chim cánh cục. Quá xuất sắc. Không phát lại phát. Chim cánh cục. Phát là tay vô túi áo được anh, được anh nhiều. Đừng nói vậy, người ta biết mình ăn gian. Trời ơi, hay quá. Ngọc xuất sắc quá vậy ta. Còn nói gì nữa? Cái gì vậy? Không tự tin lắm. Không, mình đừng có sợ gì hết đó. Có gì đâu, không tự tin. Qua thử thách vừa rồi thì cả hai đội đều đưa ra đúng 3 từ khóa. Nhưng mà tính thời gian thì đội của anh Hoàng Phi, chị Nam Thư và anh Hữu Đằng là người thực hiện mà với thời gian là ngắn hơn. Hả? Nói lại hả? À? Thực hiện với thời gian ngắn hơn. Hả? Thắng rồi đó. À, ok, ok, ok. Giờ diễn gì diễn đi. Đi rồi, đi rồi. Không chiêu đi. Đi rồi, là gì đâu mà căng thẳng như vậy. Dạ. Lợi thế của đội diễn trước có nghĩa là miếng có thể rớt rất nhiều trên sàn cũng không sao. Để là khó khăn cho đội bên kia. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiết mục diễn kịch của Tiếp Chiêu Đi. Chào.